Ken, chú voi con. Chào, mình là Ken và mình thích ở dưới biển. Nhìn xem tất cả các loài động vật dưới biển kìa. Đếm các loài động vật biển có vui không? Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cá mập con. Nhìn chúng kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 con cá hề. Có bao nhiêu con sứa ở đây? Cùng đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Đếm động vật dưới biển thật tuyệt vời đúng không? Bây giờ chúng ta hãy hát một bài về số đếm, được chứ? Yay! Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách xây dựng sân chơi nhé. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu nào! Yay! Các bạn có phấn khích không? Chuyện này sẽ rất vui. Mình đây, mình đến đây. Chào, chào mình đây. Xem mình có gì nè, nhìn cái này. Mình đã có kế hoạch cho một sân chơi hoàn hảo. Yay! Đầu tiên, hãy để một vài miếng gạch cao su làm sàn nhà. Tuyệt vời! Bây giờ là nền cho cuộc sống dưới biển. Làm tốt lắm, ông xe tải. Đặt tất cả khớp với nhau. Mấy viên gạch xây dựng này tốt thật đó. Yay! Tuyệt vời! Mình đây nè. Bây giờ đặt thêm kính tìm vọng tàu ngầm để có một cái nhìn lãng mạn. Xong rồi, làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta hãy gắn mấy cái cầu tuột vào. Hay quá. Đặt bộ xích đu vào đi. Tuyệt vời, ông xe tải. Cảm ơn. Còn bộ xích đu kia nữa. Yay, cảm ơn, làm tốt lắm. Đây là mình đây với vòng xoay vui nhộn. Chóng mặt quá. Chúng ta có gì nè. Những ngôi sao tuyệt đẹp. Để chúng xuống sân đi. Wow, mình muốn chơi quá. Quá tuyệt. Chúng ta làm được rồi. Làm tốt lắm mọi người. Mình đi cầu tuột đây. Wow, những chiếc xích đu này thật tuyệt vời. Cảm giác như mình đang bay. Đây là ngày tuyệt vời nhất trên đời. Yay! Sân chơi của mình là tốt nhất trên đời. Chà, xin chào các chàng trai và cô gái. Thật là một ngày nắng đẹp. Chúng ta sẽ xây một cái gì đó thật thú vị. Ôi trời, mùa hè thật nóng, phải không? Cách tốt nhất để đánh bại cái nóng là gì? Có vẻ như xe tải và xe cẩu đã có ý tưởng. Kế hoạch là gì? Một kế hoạch hoàn hảo cho một hồ bơi. Đúng vậy, chúng ta sẽ xây dựng một bể bơi thật thú vị. Bắt đầu ngay lập tức thôi. Đi nào, lấy dụng cụ đi. Hoàn hảo, đánh dấu đường viền. Đào khoảng trống. Giỏi lắm mình đây. Nào mọi người hãy cùng đẩy bể bơi với nhau và đặt nó một cách chính xác vào đó. Hoàn hảo, ở đó. Yay! Được rồi, chúng ta đã có xi măng. Chúng ta đã có dây và đường ống. Hãy đặt các đường ống và nối chúng lại với nhau. Tuyệt vời. Làm tốt lắm mình đây. Bạn ấy đã dọn dẹp và sửa sang mọi thứ. Chúng ta cần đảm bảo rằng hồ bơi của chúng ta gọn gàng và sạch sẽ. Và bây giờ là lúc cho nước hoạt động, phần yêu thích của mình. Nhìn nó xem, hồ bơi thật tuyệt. Wow, đúng là không uổng công say. Đi thôi mình đây, nhảy xuống đi. Nhìn xem, ông xe tải có gì. Ông ấy có rất nhiều quả bóng đầy màu sắc để chơi.
Trò này vui thật đó mình đây. Phao bơi dễ thương quá, cảm ơn. Nè, cái này của mình mà, kèm thích phao bơi. Đợi đã, có một chiếc khác dành cho mình. Cảm ơn, chúng ta thật ngốc nghếch. Và thêm nhiều đồ chơi trong hồ bơi nữa. Wow, mình yêu mùa hè. Và việc xây một hồ bơi mùa hè khiến mùa hè thật hoàn hảo. Khu vườn nho của mình nè. Xin chào, mình không thấy các bạn. Mình là Ken, chú và con. Yay. Và mình đang ở trong vườn của mình. Mình thích ở trong vườn. Nhìn những cây, hoa và bướm xinh đẹp này đi. Mình thích ở trong vườn lắm. Nhìn nè, mình đã hái được một giỏ hoa đẹp đây. Bạn muốn xem không? Mình nóng lòng muốn cho các bạn xem quá. Bạn có thể chỉ ra những loại hoa nào trong giỏ của mình không? Bắt đầu thôi. Đây là hoa gì? Nó màu vàng và trông giống như một mặt trời lớn. Nó là tulip hả? Hoa hồng, rose. Hay sunflower, hoa hướng dương. Yay, nó là hoa hướng dương. Woohoo, hoa mình thích. Đây là hoa gì? Nó màu đỏ, có phải là hoa sen, lotus không? Hay là hoa loa càng, lily? Hay là tulip? Không, đó là rose, hoa hồng. Yay, làm tốt lắm. Mình sẽ tặng nó cho những người thân yêu của mình. Đây là hoa gì? Nó đẹp quá. Nó có phải là hoa cúc, daisy không? Nó màu vàng nhưng không phải hoa cúc rồi. Hay nó là lotus, hoa sen, hay rose, hoa hồng? À, nó là hoa loa kèn, lily. Wow. Đây là hoa gì? Ai đoán được nè? Có phải là hoa cúc daisy không? Không, sunflower hướng dương. Không luôn. Hay là rose hoa hồng? Không, nó là lotus hoa sen. Yay, đẹp làm sao. Còn bao nhiêu loại hoa nữa trong giỏ của mình? Hãy xem nào. Mình đang tự hỏi, đây là hoa gì? Mình biết hoa này. Bạn biết không? Nó có phải là hoa cúc daisy không? Không, hoa loa kèn lily. Không luôn. Hay nó là orchid hoa lan? Phải, nó chính là orchid. Màu hồng xinh xắn. Mình thích hoa lan. Đó là hoa yêu thích của mình. Đây là hoa gì? Không phải sunflower hoa hướng dương. Không phải lotus hoa sen. Hay là lily hoa loa kèn? Không, mình biết đó là daisy hoa cúc. Yay, tốt lắm. Các bạn đoán được tên các loại hoa trong giỏ của mình rồi. Làm tốt lắm. Mình đã rất vui khi học tên các loại hoa. Bạn vui không? Đăng ký để cùng học những bài học hay hơn với mình nhé. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chào, mình là Ken. Wow, chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Ôi trời, phòng mình bừa bộn quá, đã đến lúc mình dọn dẹp rồi. Bạn sẽ giúp mình chứ? Được rồi, bắt đầu thôi. Mình muốn dọn dẹp căn phòng của mình thật nhanh chóng. Chúng ta phải nhặt tất cả đồ chơi của mình và cất chúng trở lại kệ. Đã sẵn sàng chưa? Woohoo, quả bóng đá của mình. Và hai quả bóng rổ của mình. Mình tự hỏi mình có thể chứa được bao nhiêu quả bóng trong tủ của mình. Mình có bao nhiêu quả bóng rồi? Bạn giúp mình đếm chúng được không? Một quả bóng đá. Và hai quả bóng rổ. Một cộng hai bằng... Một, hai, ba. Đúng rồi, một cộng hai bằng ba. Chúng ta đã làm được. Chúng ta đã học cách cộng. Đặt chúng lên trên kệ của mình. Xe của mình. Nhìn xem mình có bao nhiêu chiếc ô tô đồ chơi. Có màu đỏ và vàng nữa. Wow, vroom vroom. Để xem, mình có hai xe hơi đỏ và hai xe hơi vàng.
Vậy có bao nhiêu chiếc xe trong tủ của mình? Chúng ta có 1, 2, 3, 4. 2 cộng 2 bằng 4. Chúng mình hiểu rồi. Yay! Vroom vroom. Để chúng lên kệ thôi. Tiếp theo là gì? Sách. Vậy có bao nhiêu cuốn sách? Mình có nhiều sách quá. 3 quyển sách hồng và 3 quyển sách xanh. 3 cộng 3 bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng vậy, 3 cộng 3 bằng 6. Tuyệt vời, làm tốt lắm. Bạn làm phép cộng giỏi thật. Để sách lên trên kệ của mình đi. Bây giờ lau sàn nhà thôi. Chúng ta còn thấy món gì nữa? Mình tìm thấy bút chì màu. Yay, mình có nhiều bút chì màu quá. Có bao nhiêu cây bút đây? Mình có thể để vừa trong kệ của mình không? 4 bút màu xanh lá và 4 bút màu xanh dương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 cộng 4 bằng 8. Làm tốt lắm. Tuyệt vời. Để nó lên kệ đi. Bây giờ phòng của mình trông rất sạch sẽ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tạm biệt. Theo dõi để xem nhiều hơn. Kem, chú với con. Yay!